Thưa quý vị, sau thời gian dài dương tính với SARS-CoV-2, trưa nay ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Phi Nhung, tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970 tại Pleiku, Gia Lai, Việt Nam, mất ngày 28 tháng 9 năm 2021 tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nữ ca sĩ là người Mỹ gốc Việt nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình dân ca. Từ nhỏ, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành một ca sĩ. Cô rất thích nghe cải lương và dân ca. Điều này đã ảnh hưởng đến dòng nhạc mà Phi Nhung thể hiện và cô cũng thành danh từ những nhạc phẩm mang hơi hướng dân ca. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha. Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ định cư, sau đó cô bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình ở Mỹ. Từ năm 1999, Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh tạo nên cặp song ca Bolero ăn ý và thành công nhất trên sân khấu. Cặp đôi luôn được khán giả yêu mến qua các ca khúc Dù Anh Nghèo, Giả Từ Thế Kỷ, Tân Cổ Đoạn Cuối Tình Yêu, Phận Cái Thuyền Quyên, Lý Chim Quyên, Hai Đứa Giận Nhau, Nếu Chúng Mình Cách Trở, Lại Nhớ Người Yêu. Ngoài ra, Phi Nhung còn kết hợp với các nam ca sĩ khác như Thế Sơn, Duy Trường, Trường Vũ. Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Ban nhạc Trạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. Năm 2014, 2015, 2016, 2017, Phi Nhung được mời làm giám khảo chính của các chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng âm nhạc trữ tình, các chương trình bolero, các game show lớn trong nước. Phi Nhung có một con gái tên Wendy Phạm, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Ca sĩ Phi Nhung thành lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi với tên gọi Phi Nhung Vòng Tay Dưỡng Tử tại Chùa Pháp Lạc, Bình Phước, do Phi Nhung cùng một số nhà hảo tâm đóng góp. Ngoài ra, cô còn có quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung Charitable Fund, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hiện Phi Nhung có khoảng 19 người con nuôi tại chùa và 4 người con nuôi cô đang dẫn dắt trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Vào tháng 7/2021, ca sĩ Phi Nhung có kế hoạch về Mỹ để đoàn tụ với con gái, nhưng cô đã chọn ở lại Sài Gòn. Quản lý ca sĩ Phi Nhung cho biết, chị chọn ở lại Sài Gòn vì Sài Gòn đang tổn thương. Ca sĩ Phi Nhung ở lại và bắt đầu hành trình thiện nguyện như đóng góp quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo, nhu yếu phẩm đến người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương, mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Trong quá trình làm thiện nguyện, ca sĩ Phi Nhung cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm hàng tuần. Nhưng rồi chị nhiễm bệnh không rõ nguồn lây. Phi Nhung bắt đầu cứu trợ tại Sài Gòn từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Hành trình nghệ thuật của chị cũng gắn với hành trình thiện nguyện. Ngoài các chuyến cứu trợ thì ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Bởi chị từng tâm sự, chị không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Ca sĩ Phi Nhung đã dừng lại sự nghiệp âm nhạc và hành trình thiện nguyện của mình ở tuổi 52. Xin vĩnh biệt chị. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@avongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.